Dan Duren ở Bạch Dinh như lâu đài, làng quê thả dáng ban công là có ảnh đẹp, ở nhà vẫn lên đồ vô cùng sang chảnh. Sau khi kết hôn với danh nhân Tuấn John, người đẹp Lan Khuê nhanh chóng trở thành nữ chủ nhân của một căn biệt thự bên ngoài đồ sộ, bên trong giác vàng. Với cơ ngơi này, người đẹp sinh năm 1992 thỏa sức check-in sóng ảo mà chẳng sợ hết góc chụp. Chưa kể hình ảnh chụp tại gia của cô khi lên sóng trông vô cùng sang chảnh và đẳng cấp, không thua gì hình tạp chí. Nói chi tiết hơn về cơ ngơi hoành tráng mà vợ chồng Lan Khuê cùng con trai sinh sống, đây là một căn biệt thự màu trắng có hướng nhìn ra sông, thiết kế theo phong cách cổ điển châu Âu. Bên trong ngôi nhà không chỉ giác vàng nhiều góc mà còn có hẳn thang máy để di chuyển thuận tiện. Theo dõi những hình ảnh xoay quanh cuộc sống của Lan Khuê từ ngày làm dâu hào môn, có thể nói cô chẳng khác nào bà hoàng sống trong lâu đài. Ngoài thời gian dành cho chồng con và công việc, người đẹp thường tận hưởng thú vui ăn mặc sang chảnh, chụp ảnh khoe những góc lộng lẫy của căn nhà khiến dân tình không khỏi trầm trồ ngưỡng mộ. Là chủ nhân của cơ ngơi hoành tráng, mẹ bỉm lên đồ chụp ảnh sống ảo cũng rất xứng tâm. Theo đó, phần lớn trang phục và phụ kiện của người đẹp này đều là hàng hiệu đắt sắc ra miếng. Dù chỉ ở nhà, cô vẫn quyết lên đồ cầu kỳ, sành điệu như đi dự show thời trang. Mỹ nhân Việt gây chú ý khi trở thành CEO của Miss Universe Việt Nam, nắm giữ vai trò mới. Người đẹp nhận được nhiều sự quan tâm từ phía fan sắc đẹp, trong đó không ít fan tò mò về tiềm lực của người đẹp này và cho rằng cô được ông xã doanh nhân hậu thuẫn lên chức CEO. Tuy nhiên, trước đây khi được hỏi có dựa dẫm chồng hay không, Lan Khuê thẳng thắn cho hay: "Chồng hay rủ tôi làm các dự án kinh doanh cùng anh, nhưng từ hồi chưa cưới đến bây giờ, tôi luôn muốn phát triển sự nghiệp riêng. Vợ chồng mâu thuẫn trong cuộc sống còn giải quyết được, chứ lục đục trong công việc sẽ ảnh hưởng nặng nề đến hạnh phúc gia đình. Dù tôi không dựa dẫm chồng, chúng tôi luôn hỗ trợ trò chuyện với nhau về mọi việc từ nhà cửa đến công ty." Lan Khuê thường có những bức ảnh thời trang rất sang xịn ở view rất đẹp. Hóa ra những bức ảnh này đều được chụp tại gia, trở thành con dâu nhà hào môn. Cuộc sống hạnh phúc của nữ siêu mẫu khiến ai nấy đều phải suýt xoa ghen tị. Dù giữ đời tư kín tiếng nhưng không gian sống sang chảnh của cô cũng thường xuyên được tiết lộ qua những bức ảnh trên trang cá nhân. Chân dài đăng tải bức ảnh khoe gu thời trang nữ tính sang trọng, thanh lịch, khung cảnh đậm chất cổ điển phía sau cũng vô cùng hợp với phong cách mà người đẹp đang diện. Nhưng tưởng đây là một địa điểm sang trọng nào, nhưng tìm hiểu ra mới biết đó lại là biệt thự mà Lan Khuê ở cùng gia đình nhỏ. Là một người mẫu, cô nhiều lần khiến fan phải trầm trồ trước những bức ảnh thời trang thu hút trên trang cá nhân. Bên cạnh trang phục thì nơi chụp ảnh cũng được người đẹp chú ý rất nhiều. Những bức ảnh sang chảnh này khiến nhiều người nghĩ Lan Khuê chụp ở địa điểm du lịch nào đó, nhưng thực chất là chụp ngay tại nhà. Sau khi kết hôn, Lan Khuê cùng chồng doanh nhân sống trong một cơ ngơi như lâu đài, bên ngoài có thiết kế cổ điển, bên trong giác vàng nguy nga tráng lệ. Đặc biệt biệt thự của cô nàng còn có hướng nhìn ra sông tuyệt đẹp, đứng từ ban công có thể chiêm ngưỡng view đẹp của Sài Gòn. Cũng vì thế đây không chỉ là không gian chụp hình yêu thích của cô nàng, mà cũng là nơi mà cô nàng cùng chồng tận hưởng những bữa tiệc nho nhỏ tại gia. Sinh ra trong một gia đình gia giáo, sở hữu nhan sắc quyến rũ, có sự nghiệp thành công và lại lấy một người chồng giỏi giang xuất thân từ gia đình quyền thế, có thể nói Lan Khuê gần như có được cuộc sống hoàn hảo mà ai cũng ngưỡng mộ. Làm dâu nhà giàu nên cuộc sống sâu hôn nhân của Lan Khuê đích thị như một bà hoàng khi sinh sống trong một căn biệt thự nguyên nga tráng lệ, quần áo toàn đồ hiệu đắt tiền và thường xuyên đi du lịch cùng gia đình chồng. Con trai đầu lòng của cô vì là cháu trong gia đình hào môn nên luôn được hưởng thụ một cuộc sống trong anh thế Việt từ khi sinh ra. Gia đình nhà chồng giàu có là vậy, nhưng hoa khôi áo dài Việt Nam 2015 không ỷ lại mà còn tự lập kinh doanh để thỏa mãn đam mê của mình. Thỉnh thoảng cô cũng quay lại các sàn diễn thời trang biểu diễn với tư cách người mẫu. Vbiz có không ít mỹ nhân may mắn lấy được chồng đại gia giàu có, nhưng không phải người đẹp nào cũng xây dựng được sự nghiệp riêng thành công như Lan Khuê. Theo dõi những bước tiến của người đẹp này trên con đường sự nghiệp cũng như cuộc sống giàu có hạnh phúc của cô, ai nấy cũng cảm thấy ngưỡng mộ.